Rồi. Đầu tiên thì mình tháo động cơ ra. Mình sẽ tháo động cơ ra. Wow. Sau đó mình sẽ tiến hành lắp đặt về động cơ. Mình dùng tua vít tháo hai con ốc của cái trục của quạt trần ra. Sau đó mình rút chốt ra, rút chốt động cơ ra, rút chốt động cơ ra, rút chốt ra. Tháo ốc ra. Mình phân tích một chút, đây là dây điện của động cơ, đây là dây an toàn, dây an toàn, dây điện. Oh.